Vậy thì BT dạo là gì định nghĩa? BT dạo là những cái thằng BT nó ở ngoài á, nó vô trong phòng game bạn, nó chèo kéo khách của bạn, nó dạy nó lấy tiền khách của bạn. Nó là bước 1, bước 2 nó kéo khách bạn đi khách sạn luôn. Mà thằng BT cũ của bạn mất khách, nó trụ không nổi nữa, nó cơm áo gạo tiền, nó lo trong bồ phá thai, không có tiền trả thì nó nghỉ làm luôn. Nó nghỉ làm thì bạn đóng cửa luôn. Thì ghê chưa? Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn, mưu mô lừa đảo, dreamer làm giàu, kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. Tiếp tục Duy Nguyễn chia sẻ đến bạn với một cái đề tài kinh doanh phòng gym. Đề tài này khá là hay và nhạy cảm. Nó dành cho những đối tượng mà ấp ủ cái giấc mơ kinh doanh phòng gym. Tất nhiên từ cái câu chuyện phòng gym, chúc các bạn có thể áp dụng qua những câu chuyện khác trong kinh doanh. Đó là vấn đề BT. Vấn đề BT là một vấn đề mà tỷ lệ lừa đảo rất là cao. Cái tỷ lệ ức chế rất là nhiều. Các bạn sẽ phá sản, các bạn sẽ vỡ nợ, các bạn sẽ bị ngân hàng siết nhà nếu các bạn không biết chiêu sau đây. BT dạo ăn hết khách phòng gym bạn luôn. Ghê chưa? BT dạo nó như một con virus vậy đó bạn. Corona không bằng nó đâu. Nè. Mà các bạn không kiểm soát được BT dạo là còn chết liền. BT dạo là mấy gì là gì? Là mấy thằng mới nhú lông nữa. Nó ra đường nó kiếm ăn trên thân xác người khác. Bạn mở phòng gym ra, bạn đầu tư tiền tỷ, thậm chí 2-3 tỷ, 4-5 tỷ rồi bạn để tụi nó ăn trên đầu trên cổ bạn. Đó. Vậy thì BT dạo là gì định nghĩa? BT dạo là những cái thằng BT nó ở ngoài á, nó vô trong phòng game bạn, nó chèo kéo khách của bạn, nó dạy nó lấy tiền khách của bạn. Nó là bước 1, bước 2 nó kéo khách bạn đi khách sạn luôn. Khách sạn là ví dụ thôi, nó kéo bạn qua cái phòng game khác. Đó. Thì tác hại của BT dạo cực kỳ ghê gớm. Thứ nhất, nó sẽ làm cho nội bộ bạn mất đoàn kết. Nó làm cho người ta gọi là hiềm khích, người ta nghi ngờ lẫn nhau. Nó sẽ dìm hàng đội ngũ nhân sự của bạn. Nó sẽ nói à, cái thằng này dạy cùi bắp lắm, cái thằng này tướng méo bằng tao. Đó, tao chích tao đẹp hơn nó, thằng kia xấu hơn tao, thằng kia chuột nhỏ hơn tao, nên nó dạy mày không có trình, thôi mày theo tôi đi. Đó là BT dạo, nó sẽ chơi đủ chiêu hết mấy bạn. Đó. Nên các bạn nào mà làm chủ phòng gym, các bạn cần phải biết quản lý phòng gym của các bạn, nếu không các bạn sẽ chết vì BT dạo liền. Mà BT dạo bây giờ nó ngày càng đông mấy bạn. Tại sao BT dạo càng đông? Tại vì nó đi làm á, nhiều khi nó bị tao đuổi mà. Nó đi làm cái đạo đức tư cách không có đó, là chủ đuổi liền. Mà chủ đuổi liền thì nó thứ nhất á là người ta biết rồi, người không nhận nữa. Thứ hai á, nó bị đuổi hoài nó cũng chán. Từ đó nó thành lập ra BT dạo. Hình thức của nó là sao? Nha, bây giờ ví dụ như BT dạo á là bây giờ nó vô phòng gym bản tập bình thường. Đó, vậy thì dấu hiệu nhận diện BT dạo là cái gì? Là cái gì? Đó, thứ nhất là mấy thằng tướng nó hơi bự bự. Thường thường là như vậy nha mấy bạn. Tướng nhỏ nó hiếm làm BT dạo lắm. Thanh mệt vậy anh? Nói gì đâu mệt em. Tạo nè, mấy cục à. Có một tướng nào bự bự mà đi ra lạ đó, nó vô phòng gym các bạn tập thì các bạn phải theo dõi. Thế thôi, các bạn không theo dõi là các bạn quản lý kinh doanh dở. Đúng không? Bạn quản lý kinh doanh dở mà người ta kiếm tiền các bạn, người ta còn chửi bạn ngu nữa. À, nó kiếm tiền mà nó biết điều không tức. Vô nó ăn chia với mình đỡ quê mấy bạn. Còn ví dụ bây giờ á, bạn mở phòng gym ra 2 tỷ mà để vô người ta vô người ta phá phòng gym bạn vậy đó, chửi bạn ngu. Mày có tiền mà mày méo biết làm ăn, mày có tiền mày ngu. Tao không có tiền mà tao khôn mày, tao ăn trên đầu trên cổ mày nha, tức chưa? Nhưng mà đôi khi á, bạn là chủ thì cách nhìn của thằng làm chủ nó sẽ khác cách nhìn của thằng làm công. Bạn đồng ý tôi điểm này không? Bạn làm chủ bạn nghĩ rằng thôi kệ mẹ nó, em úp nó vô nó tập tành nó kiếm thêm chút đỉnh cũng được. Cái đó là cái bạn nghĩ thôi. Đúng không? Nhưng mà nó đâu có mà làm đại ca đâu. Bạn là hứa dân cười nhưng mà thằng đó định lực á. Đó, máu nhuộm bên Thượng Hải này. Cái tinh thần của bạn rất là tốt. Đó, bạn sống rất là nhân văn, rất là đàng hoàng. Nhưng mà cái đối tượng đó, nó được hưởng lợi từ cái sự nhân văn của các bạn. Họ không coi các bạn là người anh. Họ không coi các bạn là đại ca. Đó, mà tao chửi mình. Cay lắm mấy bạn. Cay lắm nha. Cay là tôi nói thật. Trong làm ăn kinh doanh, cái lĩnh vực BT làm vậy còn nhiều lĩnh vực khác nữa. Đó, các bạn tùy các bạn kinh doanh lĩnh vực nào thì các bạn áp dụng cho lĩnh vực đó. Đó, còn riêng về cái màn BT dạo đó, thì thôi tôi nói đó là đề phòng đó, những mấy ông nội bự bự vô là lạ thường đó. Tôi thật ăn những bạn chả có thằng nào con nào tập game đẹp mà nó ngồi nó vô tư đâu, thật sự á không có.
Ví dụ như gym phục vụ cuộc sống mà nó khác. Còn nó thật sự bạn tướng đẹp chứ tôi đề phòng đi. Hay luôn. Đúng không? Bạn thấy tướng nào cũng như tôi à. Không có thằng nào mà tự nhiên nó đã quắt ở đâu đơ tới rồi tới phòng gym bạn tướng đẹp chứ tôi như vậy. Mà vô lại dễ thương là nhiệt tình nữa. Đúng không? Cái nhiệt tình mới là chết mạng. Còn nó tốt lắm bạn. Nó đi nó gặp hết người kia nó giao lưu luôn. Nó giao lưu, nó giúp đỡ từng người thôi. Em tập bụng sai rồi, anh tập bụng sai rồi. Rồi à, xong nó gặp BT của bạn, phòng gym bạn có BT đúng không? Nó sẽ gặp BT của bạn, đương nhiên nó không dám bật. Tại vì BT của bạn cũng ngửi ra cái mùi. Nó là BT dạo. Thì nó là gần BT bạn, nó gồng gồng, nó dìm hàng BT bạn chơi vậy đó. Hợp pháp mà. Thí dụ nha, thí dụ như BT đang dạy nhỏ đó cái bài gặp bụng, nó lại nó gặp ngay đó luôn. Nó gặp hự hự, nó tập đẹp hơn BT bạn nữa. Rồi xong, có tập xong nó gồng cái. Đó, gồng cái. À. Trời ơi, phòng gym tập đã quá. Đó, nhỏ bên kia nhìn thấy thằng tướng này ngon hơn là tạo ấn tượng. Bữa sau lấy Facebook về tối nhắn tin riêng dính hàng đó. Vậy thì sao? Thứ nhất là bạn mất cái gói BT của nhỏ khách đúng chưa? Và đồng ý tôi không? Đợi đâu đăng ký bằng nữa, tại giờ đăng ký BT dạo rồi. Rồi xong rồi con nó còn dụ khách bằng đi chỗ khác luôn. Nó đề phòng chứ bạn. Nó đề phòng một ngày bạn phát hiện ra nó, bạn đuổi nó thì nó sẽ dẫn khách bạn đi qua chỗ khác trước rồi. Nó sẽ lobby con đường đó là bạn mất đi một membership. Mà thường thường á, nó bụp trúng khách VIP của bạn nữa. Đúng không? Nó bụp trúng khách VIP của bạn nữa. Mà con nhỏ nó có tiền, nó thuê BT suy ra bạn bè đó, nó thuộc dạng khá giả. Hợp lý không? Đó. Rồi xong rồi nó rủ hết nguyên đống bạn bè nó đi qua phòng khác. Bạn mất một lượng khách rất lớn về membership. Bạn mất một lượng tiền về BT. Xong rồi thằng BT cũ của bạn cũng mất khách luôn. Mà thằng BT cũ của bạn mất khách, nó trụ không nổi nữa. Nó cơm áo gạo tiền, nó lo trong bồ phá thai, không có tiền trả thì nó nghỉ làm luôn. Nó nghỉ làm thì bạn đóng cửa luôn. Thì ghê chưa? Bởi tôi nói thật sự á, BT dạo rất nguy hiểm. Nó thật sự đây chia sẻ với mấy chị em luôn. Chia sẻ từ đáy lòng. Ngày xưa đó, cách đây chừng 4-5 năm thôi, Duy có một tham vọng. Duy sẽ mở ra nhiều phòng gym để cho mấy anh BT tự do nó vô nó dạy free. Duy không lấy tiền đó. Tại thật sự đó, mấy em mình giàu rồi. Mình giàu rồi, cái tư tưởng của mình nó khác lắm mấy em. Đó, mà vô mà dạy free này nọ kia. Nhưng mà cuộc đời á, nó dạy cho Duy nhiều bài học lắm. Nó đen như cái mõm chó vậy đó. Thật sự đó, cái người đời đó đối xử Duy khốn nạn lắm nè. Rõ ràng đó, mình bỏ ra hàng triệu đô, mình mở cho nên cái phòng gym ra, mình cho BT dạo vô, cái đó chính sách mà. Lúc bây giờ đó, thật sự với bạn, Duy rất vấp phải phản đối của nguyên hội đồng quản trị luôn. Không ai chịu hết á. Nó má kinh doanh không có đạo đâu anh ơi. Anh đừng làm lớn làm láo, không ai xin cái anh đạo này cả. Đó, nội nó vô đây nó đái không anh, giờ xả nước không anh cũng tốn tiền nữa. Sao anh không lấy tiền nó được mà anh cho BT dạo vô được, phản đối lắm. Nhưng mà con người của anh nó lý tưởng mà. Nó lý tưởng vì một cộng đồng gymmer này nọ kia. Nên anh vẫn ok chấp nhận. Đúng không? Nhưng thời gian càng sau anh thấy toàn nó ăn tiền của mình rồi nó chửi mình không rồi mấy. Nó ăn tiền của mình mà nó bán steroid mấy em. Nó ăn tiền của mình mà nó chích mấy em. Nó ăn tiền của mình mà nó nói xấu mình mấy em. Đúng không? Nó ăn tiền của mình mà nó bán hàng cho hãng khác mấy em. Mà nó bán trong phòng của mình luôn mấy em. Rồi nó chướng tay gai mắt quá. Mà không phải là một lần mà là nhiều lần. Không phải một thằng mà là nhiều thằng. Không phải một tháng mà là nhiều năm. Từ đó cuộc đời nó làm cho anh ăn trái cam nhiều quá anh trai luôn. Cuộc đời anh giờ là no feeling, no cảm xúc. Bởi vì mấy thằng nào mà nói chuyện đạo lý với tao mà nghèo là 3 triệu. Nó làm vậy đó. Chứ đâu phải anh lóc người ta làm gì đâu. Nhưng mà bây giờ nhìn cái mặt mày nghèo quá, mày mày nói chuyện đạo lý. Tao thiệt đó, mã đang nghèo nói chuyện đạo lý thì mày sống như lờ thôi. Tao lóc mẹ mày luôn cho rồi đi. Chứ cuộc đời tao làm ăn tới ngày hôm nay người nào tao chưa gặp. Đúng không? Rồi mà cuộc đời tao giờ nó hết màu hồng rồi. Bây giờ nó là màu xám rồi. Ủa anh nói thiệt chứ mấy em vậy luôn á. Tâm sự trải lòng luôn á mấy em. Nhiều cái lắm. Đâu có đứng trên cương vị thằng làm chủ đi. Đâu mà không có nào thành công mà đằng sau lưng không bị đâm hết. Mà không phải nó đâm một nhát mà nó đâm hàng tỷ nhát. Cái đó là nói thiệt. Nên không phải là anh làm cái clip mà gọi là anh nói xấu BT dạo là cái gì cả. Nên không phải là nói xấu. Nhưng mà tại các bạn chơi nó lỗi quá thì cái đó là không được rồi. Nói các bạn BT dạo bạn về bạn phải ngẫm lại. Đúng không? Bạn chơi hợp lý thì không ai nói gì cả. Còn bạn chơi vậy chết mấy chủ phòng. Mấy anh chủ phòng thì nhiều khi nó cũng mượn tiền cha mẹ vợ nó, vợ con nó làm ăn. Nhiều khi nó bay mẹ nó ngân hàng, nó cầm nhà luôn rồi. Nó làm ăn mà giờ nó quản lý ngu vậy chết tội nghiệp nó mà. Đúng không?
Vậy thì cộng đồng gymmer mình phát triển làm sao đây? Đúng không? Cộng đồng gymmer mình phát triển nó phải mấy tập tạ không? Còn mấy thằng kinh doanh tạ nữa làm chi? Đúng không? Suy cho cùng mình làm gì làm cũng để kiếm đồng tiền. Thì tụi nó tập tạ tụi nó cũng cần phải kiếm được đồng tiền. Mà mấy em muốn kiếm được đồng tiền trong cái giới thể hình này, tụi em đừng có ngu giùm anh cái. Đầu tư ra để cho người ta ăn trên đầu trên cổ mà nó vô lý như vậy sao chấp nhận được? Đúng không? Ăn uống đàng hoàng, gì nó phải hợp lý cả. Còn vậy là không được. Nà, nên những cái đối tượng mà thật sự như các bạn nhận diện ra không được BT dạo này nọ kia là bạn kém quá. Vô nhiệt tình lắm bạn, chỉ này nọ kia đồ. Xin lỗi bạn, nếu mà bạn mà có đánh háng không? Hỏi thiệt các bạn luôn á. Mình tập mệt chết nghe đây tạ còn không có thời gian ra khiêng ra, không có thời gian dẹp vô nữa. Ngồi đây chỉ người ta đếm số cho tao luôn. Đếm cố lên, quanh mơ. 1, 2, 3, 4, 1, 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
xong rồi. Ok, tới bài khác đi, qua tao làm video coi giúp. Ờ, rồi em tập đi, anh chụp hình có xin chứ. Má, mà con nào biết nó lại tập tài như tình dữ vậy không? Hả? Con nào tập tài như tình dữ vậy không? Mà thí dụ con nhỏ mà nó làm như vậy mà nó đẹp á thì nó còn hợp lý. Còn đằng này cái bà sồn sồn mà nó cũng vậy nữa thì là cái gì? Thì ra bị tí chứ là gì không nội? Đó. Nó cái tác hại của bi tí dạo rất là ghê gớm, rất là nghiêm trọng, mà không những một phòng hai phòng, đúng không? Ở trong BBT của anh hiện tại giờ cũng có. Có. Nhưng mà khổ một cái, má nó chơi chơi chó thẳng đi. Nó gặp một điều anh Duy, hai điều anh Duy, không mà không xuống tay được mấy em. Mấy em chỉ chiêu thôi. Thí dụ giờ đứa con bạn, bạn chửi nó, bạn quýnh nó mà nó quay lại nó ôm, mà nó hung, mà nó nựng bạn hoài mà quýnh nữa không? Nope. Không có chơi chiều này mới đau rồi chứ. Chiều này xử lý sao ta? Rồi mấy bạn đo bài toán nha. Giờ bạn nào tối về cứ suy nghĩ đi, cách xử lý của bạn là như thế nào. Thí dụ bây giờ bạn bắt gặp một hình tượng BT dạo, nó nằm ở trong phòng bạn đó, nó chơi ấy với bạn đó, mà nó gặp bạn là một điều: anh ơi khỏe không này nọ, có gì anh tập gì em đỡ cho, em lấy tạ phụ cho. Bạn xử lý người này như thế nào? Hãy comment bằng sự thật. Hãy comment thật lòng đi. Thật comment như bạn Duy sẽ đọc. Bởi cuộc sống kinh doanh nó không hề đơn giản, nó không hề dễ. Các bạn nhân từ, các bạn nhân đạo, bạn không kinh doanh được, đúng không? Chắc chắn là bạn chết. Chắc chắn luôn. Cầm tiền dưỡng thương đi con, không thì cầm tiền dưỡng thai đi. Đó. Làm ăn nó có đạo làm ăn, luật nó có luật hết men. Vậy thì á, từ cái vấn đề bê tê dạo, bạn muốn khắc phục bê tê dạo thì bạn cái hợp đồng bạn phải rõ ràng. Hợp đồng bạn phải rõ ràng, ok? Khi mà hợp đồng bạn với membership đó đó, tức là bạn tập gym mà phải có hợp đồng chứ. Bạn tập gym mà hợp đồng lâu nhau ra chửi cho làm gì đâu vậy. Trên cái hợp đồng ghi rõ ràng điều khoản ràng buộc: ông bê tê dạo tôi xúc ông, tôi không trả tiền cho ông luôn. Hay là như thế nào đó, bắt ký vô. Để tới lúc mà xảy ra tình trạng lấy hợp đồng ra nói chuyện. Nó cãi ghê lắm bạn ơi. Trời ơi, bê tê dạo mà nó cãi kinh lắm. Đụng nó ra nó cãi này nọ, ok ABC luôn á. Cãi hồi nóng máu quá kêu công an luôn nè, thôi cãi công an đi. Trời ơi, cảnh cãi với mày, cãi hoài. Má bê tê dạo lộ như ban ngày, tối. Bao nhiêu camera ghi lại, bao nhiêu hình ảnh ghi lại, bao nhiêu văn bản cam kết, bao nhiêu ký tá. Đúng không? Bê tê dạy cho 5-6 người luôn. Má từ con 15 tuổi cho tới con 75 tuổi, con nào nó lái được mà nó bồ. Trời ơi, tụi nó yêu lắm em ơi. Nó thật sự á, ví dụ như giờ tụi em khách quan đi, tụi em đừng có đứng trên quan điểm của một người chủ phòng. Tụi em thấy cái hành động đó được hay không? Cái việc làm nó có được hay không? Nó có hợp lý hay không? Một phòng gym nào người ta cũng cần phải phát triển PT. Còn phòng gym mà ông bỏ mẹ cái mảng PT rồi thôi, ông cùi luôn rồi. Đúng không? Ông bỏ cái mảng PT là ông đầu tư phòng gym đó cho người ta kiếm tiền thôi. Wow. Trong khi ông đi trả chi phí. Không đỡ. Không có được. Mà còn mấy ông nội PT á, thích đánh lẻ. Đánh lẻ để làm cái gì, xòi ai nó cũng ghét rủi như gì luôn, thật sự luôn. Rồi bây giờ thí dụ giờ nói vậy PT dạo cây đúng không? Em sẽ đưa ra cái cảnh khác. Là bây giờ thí dụ như em lên mạng em gù được nhỏ kia, em dẫn tới phòng anh Duy tập, không lẽ anh Duy đuổi em luôn hả? Cái này thì khó mày. Này thì chẳng qua mày ép tao thôi chứ tao đâu muốn nhận hai đứa mày làm gì. Đúng không? Hợp lý không em? Cái này là tụi em gài ngữ cảnh. Cái này chẳng qua là mày ép anh trên mạng, anh nổi tiếng quá anh phải trả lời mày cho mày thỏa đáng thôi chứ. Anh muốn nhận hai đứa mày làm gì? Anh đâu cần phải vì hai cái phiếu của mày mà phá vỡ hệ thống của anh. Chắc chắn là mấy thằng kia không bao giờ nhận.
đúng không bạn? Đứng trên cương vị phòng gym nhận làm cái gì? Khách tôi gần cả ngàn đứa, tôi đâu cần hai đứa này vô phá hệ thống của tôi, ok? Wow. Đúng không? Nhưng mà tại em hỏi anh nên phải trả lời. Nó cay là cay chỗ đó đó. Thôi được vậy. Nhỏ đó khách mày, mày dạy nó đúng không? Tôi lôi hai đứa bây giờ nói chuyện. Thứ nhất, mày dạy nó cái giá không được rẻ hơn BT tôi dạy. Wow. Thế thôi. Được phá. Đi qua phòng khác phá đi ba. Đúng không? Thứ cha về phòng mày không phá, phá phòng của Như Nguyễn mấy triệu nữa ha. Hợp lý không mấy em? Khó lắm. Đúng không? Trong khi mày mày thương lượng nhỏ đó như nào tao không biết. Đúng không? Nhưng mà mày dạy nó đó thì cái giá mày phải cao hơn giá BT tao đây chi để mày chia cho tao chứ chi ba. Đúng không? Cái chỗ quan trọng là chỗ đó đó, em biết điều là được. Em biết điều không những em phải chia tiền cho anh. Đúng không? Em chia tiền cho anh mới được. Mà em muốn chia tiền cho anh em phải lấy cao hơn, ví dụ như BT lấy 500 em phải lấy 600. Mày điều nhiêu kệ mày tao không biết. Đúng không? Cái tức là cái phí mà mày lấy cho của nhỏ đó phải cao hơn cái phí mà hàng BT tao bán cho nhỏ đó cùng gói. Thí dụ như gói 72 buổi là 500 đi, ví dụ vậy thì mày lấy nó 72 rưỡi phải 500 rưỡi. Đúng không? Xong mày chia tao phải khá khá nha, tao mới chịu. Mà chia cho anh thì mấy này nói chung thì anh chưa trải thực tế bao giờ, tại vì gặp anh xử lý đuổi cổ thẳng. Mày đi qua phòng khác mày phá đi, đừng có phá phòng tao ba ơi, tao đâu có thiếu tiền đâu. Đúng không? Anh khẳng định với mấy em, anh không thiếu tiền bạc lẻ. Anh chỉ thiếu tiền bạc tỷ thôi. Nha. Nên bây giờ cái vấn đề này là anh trả lời theo nếu anh là chủ trong hoàn cảnh đó thì anh xử lý như thế nào, là xử lý như vậy. Mày đưa tao 30% mày. Mới nhiều nữa mệt quá. Ok, 30% dài thoải mái nha. Nhưng ràng buộc tiếp. Con nhỏ đó uống súp phải uống súp của tao. Đúng chưa? Ủa mà tự nhiên mày dẫn nó vô đây mày bia súp trá hình hết ba. Đúng không? Con nhỏ đó mặc quần áo mà luôn logo thì thôi. Mặc quần áo mà logo đối thủ tao tao dứt luôn. Đúng không em? Hợp lý không? Đó, luôn logo là áo bình thường. Còn mặc quần áo mà có thương hiệu mà thương hiệu đối thủ của anh là anh không chịu. Đúng không? Anh không chịu, mày mặc quần áo anh chứ. Anh có đồ THL mà tặng bất cớ gì mà không mua. Đó, cái thứ hai nữa, phải mua tài của anh. Anh không bán mắt mày nhưng mà mày phải giữ hình ảnh cho anh để anh còn nói chuyện. Đúng không? Anh nói chuyện với người ta, ở tại sao này nó như vậy. Thí dụ như anh muốn binh mày, muốn giữ mày thì anh phải có cái lý do, anh phải thuyết phục được người ta. Thứ nhất khách hàng khác, thứ hai thằng BT nữa. Yes. Đúng không? Thứ ba nữa, đạo ai nói giữ nha. Mày dạy gì kệ mày, không được xẻ với mấy BT của anh. Ok. Đúng không? Thí dụ như con nhỏ đó mà nó hỏi mấy câu cà khẹ thì em cũng phải trả lời đàng hoàng. Nếu mà em trả lời bậy bạ mà tổn hại tới thương hiệu của anh là anh bập em luôn. Em đồng ý những điều đó, ok cho. Vậy được không mấy em? Vậy được không? Mà tao chỉ sợ cho được một đứa nó dẫn một đống. Đó, anh nói chung á, thật sự mày sống được với anh là ok thôi, chứ mày sống mày đừng có phá anh được rồi. Nhiều khi dẫn mày vô cho mày tập tạ này nọ kia, tập tầm cho mày phá nát mẹ nó cái phòng gym anh luôn. Đúng không? Mày vô mày khịa BT tao, mày chọc cho nó sóc ốc lên, nó đập cho vỡ mỏ. Biết dụng Cali quýnh người chưa? Không phải tự nhiên nó quýnh đâu ba ơi. Đúng không? Ba vô ba chơi bậy bạ quá rồi, nó quýnh cho ba mà bầm mình rồi. Xong rồi ba lên mạng ba kêu ca ba đổ thừa Cali đánh người, không cho đỡ tạ đồ ABC. Nè, tôi mang thẻ tôi đi tập, tôi đóng tiền chứ không phải là tôi đi tập chùa mà mấy anh cứ kêu là tôi kèm. Anh kêu em kèm phải không? Bây giờ lâu cái người tới đây kêu tôi kèm, bây giờ thằng Việt nó nhận tôi 4 triệu này rồi tôi sẽ chấp nhận. Nói chung không có gì, không có lửa phải có khói, ví dụ đỡ tạ không biết thẳng luôn, anh chả quan tâm nữa. Nhưng mà tại sao nó bực? Nó bực thì tại vì khi có thể là mày đỡ thiệt, đúng không? Mà trước đây có nhiều thằng nó đỡ láo, nó BT nó vô nó dạy bậy bạ đi đó. Chỗ người ta làm dịch vụ BT không vô không chơi của đó à. Bởi vậy tao thiệt, trong dân thể hình nó đi quýnh lộn tối ngày mà. Nó cũng vậy thôi, phòng anh thì nó đỡ đó. Nhưng mà anh nói vậy vậy, sống sao cũng được. Đã là con người với nhau, ngồi xuống nói chuyện cho đàng hoàng nha. Xong rồi người ta như thế nào, vui vẻ đồng ý thì chơi, không đồng ý thì đi nha. Không đồng ý thì đi, và anh nói thẳng một câu luôn, cái nghề BT dạo không bền vững. Không bền vững. Xong rồi thêm còn cái nghề BT tại gia nữa. Anh nói thiệt với mày á, BT tại gia tỷ lệ trả hình rất cao. Xui xui đang BT tại gia mà tự nhiên quên mặc đồ, vàng chồng đạp cửa vô hỏi con nhỏ kia mày đi tập tạ. Mà sao thằng BT nó đè cho mình mày vậy? Không phải, tại vì tạ nó không có nặng. Nó nằm lên đẩy cho nó nặng, cho nó lau mồ hôi nữa.
Nghe BT tại gia nữa, trời ơi. Làm gì làm, đừng chọc cho Thiên Hạ chửi. Làm BT phải có đạo đức BT. Làm BT dạy con nhỏ đó, ban ngày dạy ở trong phòng tập tối dạy khách sạn. Thằng chồng phát hiện bắt được. Còn cãi nữa. Ai biểu mày yếu. Đó, cái vụ đó cũng một thời luôn. Đó, cái vụ đó cũng một thời luôn, từ BT mà ra đó mấy em. Bây giờ nói về câu chuyện BT đó còn dài đằng đẵng, nói nhiều chuyện lắm. Nhưng mà hôm nay chủ đề là BT dạo. Đó, cái vấn đề BT dạo là cái vấn đề mà chủ phòng gym phải quản lý được, phải control được nha. Còn nếu mà BT đó đem khách đó cho mình, mà BT đó chấp hành luật chơi đàng hoàng, công bằng cho cả hai, thì lúc đó có thể ngồi xuống thương lượng. Còn ngoài ra thì tôi khuyên các bạn từ chối thẳng đi. Đâu trả được đồng bạc nào cả. Mà hư cả cái hệ thống của mình, hư cả cái thương hiệu của mình, hư cả phòng gym của mình, ok. Nên bây giờ thực sự á, dụ như nhìn BT dạo, thứ nhất các em chọn đường BT dạo các em cũng sai. Nó không có tính chính danh. Đó, nó không có tính chính danh. Em kiếm được đồng bạc mà phải chui nhủi, em phải trốn tránh. Đó, đúng không? Em phải sống lỗi. Thì con đường đó anh cũng muốn là tất cả những cái fan của THOL hay là fan của Nhi Nguyễn phải làm con đường đó. Nó không có chính danh, nó không có men. Nó bạn nó không có men. Đó, nên các em cứ sống đàng hoàng, làm BT này nọ đàng hoàng, chính ngạch đàng hoàng, không phải không có khổ đâu. Đúng không? Xong rồi mình luyện công để mình lên chức, để mình lên cấp. Từ thằng BT cấp lên thằng BT lít, rồi từ thằng BT lít lên thằng BT trưởng. Đi ăn đủ ăn rồi. Xoắn cái gì nữa. Sống vậy người ta tôn trọng, người ta nể trọng. Đó, ví dụ em có làm chỗ này, em thích thì em làm, không thích thì em nghỉ, em qua làm chỗ khác, người ta vẫn tôn trọng em. Còn cái bản thân mày mà tối ngày mày đi mày lủi lủi, mày kiếm lợi bất chính, mày hại người ta không mà, thì thôi đi đâu người ta cũng phải đề phòng, thậm chí nó đuổi luôn. Đó. Nên có những cái có vấn đề khuất tức. Nên các bạn cũng đừng có gọi là, nhiều khi tập gym mà không hiểu cho thằng chủ, các bạn cứ nói rằng thời ơi, nó làm ăn thì kệ mẹ nó đi, đâu đụng chạm tới mình đâu, sao không đụng được ông nội. Ví dụ như cỡ tôi giàu tôi chả sợ thôi, cỡ mấy thằng mà nhỏ nhỏ đi, đúng không, nó vay vốn hay nó huy động vốn, nó mở phòng gym nó chết bà nội nó luôn đó, chứ đó nó không sợ, nó thề luôn. Nói chung là căn bản cuộc sống được, các bạn sống dễ, các bạn giàu, các bạn có tiền thì các bạn nói gì cũng đúng hết á, bạn sống kiểu gì cũng được hết á. Còn nếu mà các bạn làm ăn mà bạn tính toán cộng trừ nhân chia để ra cái lợi nhuận á, thì người ta chửi bạn không quản lý được vấn đề là bạn ngu. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bye bye. Học kinh doanh nữa không? Học nữa like, share nha. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.